vậy thì ta sẽ đổi xe khác cho nó. Ta sẽ đổi xe rồng cho ngươi đi. Ê thôi, ai à, mà đi xe rồng, đi xe khác đi. Nè, xe gì? Xe heo đi chứ. Tôi có lòng heo con rồi. Heo sao xe mua nguyên cái đất heo. Chứ vậy? Rái từ phía tùm lum bộ đồ lòng. Tiểu Long Nhân đi ra gặp chị nè đó.
đó quý vị. Năm nay là năm con rồng nên hai con rồng nó trồi lên rồi đó quý vị. Cảm ơn quý vị, tiểu phẩm đã bị lù đã kết thúc. Kính mời quý vị thưởng thức chương trình của tôi tiếp tục. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Trời ơi, cái tác phẩm vừa rồi đã đoạt giải thưởng của nhà hát Trần Vũ Trang với lượt đó. Xin mời chị. Quý chị mình ơi, vòng lời tiếp theo của quý chị mình vẫn là y như cũ, chỉ với 30.000 đồng quý chị.